Tổng lượng mưa trong 12 giờ qua từ 16 giờ chiều 14 tháng 10 đến 4 giờ sáng sủ 15 chi 10 tại Quảng Bình và Quảng Ngãi phổ biến 15-30mm, một số nơi như cao hơn như Ba đồn 46. 2mm tại Quảng Trị và Thừa Thiên Huế phổ biến 25-50mm, một số nơi cao hơn như Đông Hà 65. 8mm, Mỹ Chánh 55. 8mm tại Đà Nẵng và Quảng Nam phổ biến 30-70mm, một số nơi cao hơn như Đà Nẵng 75. 8mm, Tam Kỳ 80mm, Kỳ Phú 82. 6mm, cẩm lệ 72, 4mm. Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn Trung Trung Bộ, do kế tiếp ảnh hưởng của không khí giá tăng mạnh liên kết với nhiễu động gió đông trên cao hoạt động mạnh nên từ hôm nay 15 tháng 10 đến ngày 19 tháng 10, tại các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa, mưa dừa, có nơi mưa to, mưa rất to và giông. Trong cơn giông cần đề phòng lốc, xét và gió giật mạnh tổng lượng mưa dự báo từ ngày 15 đến 19 tháng 10 phổ biến 100-250mm, có nơi trên 300mm. Trong trong 24 giờ tới từ 4 giờ ngày 15 tháng 10 đến 4 giờ ngày 16 tháng 10, lượng mưa tại các tỉnh dự báo cụ thể như sau: Quảng Bình phổ biến 30-50, có nơi trên 80 mm, Quảng Trị phổ biến 40-80 mm, có nơi 100 mm, từ Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam phổ biến 60-120 mm, có nơi trên 150 mm, Quảng Ngãi phổ biến 40-80 mm, có nơi trên 120 mm. Đài khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ cảnh báo, trong 3 trừ 6 giờ tới, khu vực tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi kế tiếp có mưa to đến mưa rất to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, khác lại là các huyện Vĩnh Linh Quảng Trị, Hiên, Đại Lộc Quảng Nam. Nguy cơ cao ngập úng xảy ra tại các vùng trũng thấp và đô thị Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khác lạ là các huyện Cam Lộ, thành phố Đông Hà Quảng Trị, Hương Trà, Phong Điền Thừa Thiên Huế, Thăng Bình Quảng Nam.